Nay anh Tùn đã bị lép vế trong tình huống tranh cướp bóng tay đôi với trung vệ Nguyễn Thanh Bình. Văn Đô. Nhâm Mạnh Dũng. Trọng Long. Văn Đô. Lý Công Hoàng Anh. Pha phạm lỗi từ phía sau của hậu vệ Lin Tetsuê. Rõ ràng là so với những gì mà chúng ta thể hiện trong hiệp 1 thì thế trận trong hiệp 2 của U23 Việt Nam đang có chiều hướng đi lên. Cầu thủ của Myanmar vừa đẩy vừa đá Lý Công Hoàng Anh. Vẫn sẽ là đội trưởng Hai Long thực hiện quả đá phạt. Hai Long và Lê Văn Xuân thay nhau trong vai trò là cầu thủ thực hiện những quả đá phạt cho U23 Việt Nam. Hai Long, rồi, tỷ số là bóng cao. Một tình huống bóng bồng. Cầu thủ đã ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta. Đó là cầu thủ vào sân thay người Hồ Thanh Minh. Một sự thay đổi người rất hợp lý và đã phát huy tác dụng. Phút thứ 59 của trận đấu, thế bế tắc đã được khai thông. Và bây giờ thì cầu thủ U23 Myanmar sẽ phải rơi vào tình thế bám đuổi về mặt tỷ số với cầu thủ U23 Việt Nam của chúng ta. U23 Việt Nam đã tận dụng rất tốt tình huống cố định với một quả treo bóng rất vừa tầm của đội trưởng Hai Long. Và Hồ Thanh Minh cũng rất hay với một tình huống băng cắt. 1-0 cho U23 Việt Nam. Chúng ta đã phá vỡ được thế bế tắc. Hàng phòng ngự của Myanmar đã bị đánh bại với một pha